Đây là gương mặt kỳ cựu gắn bó với các sự kiện thể thao cả trong nước lẫn quốc tế. Yeah. Một phút bắt đầu. Đây là người Bắc hay người Nam? Người Bắc em à. Người Bắc. Rất nổi tiếng. Nam hay nữ? Nam. Có liên quan gì đến cái lĩnh vực nào đó mà nghệ thuật của mình không? Yeah. Bóng đá, bình luận viên bóng đá đúng không ạ? Đúng rồi. Anh ấy có làm VTV Cup không? Ờ, hồi trước làm VTV, sau này chuyển vào VTV Cup. Anh ấy có một giọng nói rất hay. Đúng rồi. Chắc chắn đáp án này phải là bình luận viên Quang Huy. Yeah. Quang Huy. Xin chúc mừng. Chuyển bóng. Hà Đức Chinh. Dứt điểm. Wow. Bình luận viên Quang Huy, tên thật Vũ Quang Huy, là bình luận viên bóng đá giàu kinh nghiệm, có hơn 20 năm gắn bó với bóng đá nước nhà. Chất giọng ấm, cách bình luận có lửa với nền tảng kiến thức uyên thâm về thể thao, về bóng đá trong nước và quốc tế. Có thể nói, Quang Huy là một trong những bình luận viên bóng đá được yêu mến nhất ở Việt Nam. Khoảng trống, sút, vào rồi, vào! Cách dẫn của bình luận viên Quang Huy không nói quá nhiều mà hòa cùng không khí trên sân, tập trung phân tích diễn biến trận đấu, chiến thuật và nói thêm thông tin về những cầu thủ đang thi đấu. Trải qua hơn 20 năm làm nghề ở cả VTV và VTC, Quang Huy có lẽ là bình luận viên sở hữu số trận tham gia bình luận nhiều nhất ở Việt Nam. Chất giọng, lối dẫn của anh đã quá quen thuộc và luôn được khán giả yêu thích cho đến tận bây giờ. Wow! Chào anh! Wow! Chào em! Đây là người mà chúng tôi muốn đề cập đến, một bình luận viên kỳ cựu cho tới giờ. Ngày xưa thì anh là một bình luận viên trẻ. Anh em mình là từ năm 97 cho đến... Chính xác là từ năm 95 cho đến cuối năm 2005. Đúng 10 rồi. Năm. Cuối năm 2005, 10 năm chúng tôi làm việc với nhau. Bây giờ mà nhắc lại cái thời gian đấy ấy, thì nó không được nhàn nhã như bây giờ đâu. Hồi đấy thông tin nó quá ít, hầu như là không có gì. Những cái thông tin từ đài Hoa Sen của Liên Xô hồi đấy gửi về, rồi những cái thông tin trên báo chí cái thứ này kia bao giờ cũng bị chậm hơn. Nhưng mà cậu này cậu có một cái trí nhớ tuyệt vời, nhớ mọi lĩnh vực như là âm nhạc, hội họa, văn học, thơ ca, tất cả các thứ, đặc biệt là thể thao rồi. Bây giờ đến đây với chương trình Cứu Vui Vẻ thì em nhớ cái gì nhất ở cái quãng thời gian mà em hành nghề? Vâng, quãng thời gian anh em mình gắn bó với nhau thì nó rất nhiều sự kiện, rất nhiều cái đầu tiên của thể thao Việt Nam. Lần đầu tiên chúng ta có huy chương khu vực, đầu tiên đăng cai một giải thể thao lớn, Cúp Tiger 98 là đầu tiên. Đúng rồi. SEA Games tại Việt Nam năm 2003 là đầu tiên. Thì có lẽ đến bây giờ ấn tượng nhất vẫn là Cúp Tiger 98, giải đấu mà lần đầu tiên mình thắng được Thái Lan và lại thắng được 3-0 luôn. Vâng, đây. 3-3 một tỷ số của Trương Việt Hoàng. Việt Hoàng đúng không? Vâng. Cú sút bất ngờ rất nhanh của Trương Việt Hoàng, bóng đập vào mét trong cột dọc trước khi làm khung lưới của môn xa lao này. Quả đá nửa này rất đẹp của Trương Việt Hoàng. Việt Hoàng có thể nói là rất dũng cảm. Hồng Sơn đúng không? Hồng Sơn. Quả 2-0. Không chỉ bóng rất kỹ thuật bằng cầm giày, đội bạn lăn xả vào nhưng rất khéo léo đấy, hỗ trợ cho Đức Thắng. Ông Văn Sĩ Hùng. Văn Sĩ Hùng. Em bây giờ em có thể kể cái sự khác biệt lớn nhất và những cái kỷ niệm mà vất vả nhất nhưng mà nó lại tạo cho bọn em những cái động lực tiếp tục cái công việc của mình. Vâng, 25 năm đã trôi qua rồi từ khi tôi vào nghề và truyền hình thay đổi rất là nhiều. Thế hệ của bọn tôi thì may mắn, tức là truyền hình Việt Nam bắt đầu có những cái chuyển đổi, đất nước cũng mở cửa đón nhận các cái giải đấu, những người làm thể thao cũng được ưu tiên hơn và bóng đá Việt Nam bắt đầu có được thành tích. Em thì em vẫn nhớ nhất là những cái đêm thức để mà làm cúp C1. Một số năm em vào đầu tiên vẫn là xin sóng ở nước ngoài thôi, chứ chưa mua được bản quyền. Thế thì có một cái trận đấu cúp C1 năm 97 là cũng xin sóng, xong rồi cuối cùng là đến giờ lại không có tín hiệu, không tường thuật được. Thế mình phải lên mình xin lỗi khán giả. Và lúc bây giờ thì ở nhà mọi người cũng xác định là mình làm đêm xong mình ngủ lại cơ quan rồi, cũng không ai mở cửa cho mình về nữa. Thế thì cả một đêm là điện thoại réo tưng bừng lên, mọi người nói rằng là ông ơi ông, tôi chờ một cái trận đấu ông nói. Bọn tôi đã đi ăn rồi, ních chật cả bụng rồi, bây giờ không ngủ được, ông bảo bọn tôi ngủ làm sao được. Thế thì đấy là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Vẫn có cái câu gọi là nếu điều kiện kỹ thuật cho phép. Ở trước đây anh Sâm rồi là chú Uy Hùng, bác Trần Tiến Đức làm thì hay có cái câu đấy. Và cũng từ sau năm đấy thì là từ Việt Nam bắt đầu mua bản quyền thì chia tay câu nói là nếu điều kiện kỹ thuật cho phép. Đấy là một kỷ niệm. Còn ngoài ra là lần đầu tiên chúng ta đăng cai một giải thể thao lớn là Cúp Tiger 98. Thì đấy, Hà Nội thực sự là tưng bừng, những cái dòng người đổ về xe hàng đẫy. Anh em mình ra sân là có xe đài đưa ra,
đến lúc làm xong thì tắt đường tất cả đi bộ từ xe nào đấy về Nguyễn Chí Thanh. Đấy là kỷ niệm không bao giờ quên. Rồi là những cái vui buồn anh em cùng với nhau làm ở SEA Games Việt Nam đầu tiên năm 2003. Cũng có một cái nỗi buồn đọng lại, đấy là trận chung kết chúng ta không thể vô địch được. Để rồi cuối 2019 chúng ta mới có niềm vui vô địch SEA Games sau rất nhiều năm chờ đợi. Quý vị thấy không? Riêng về lĩnh vực thể thao nhá, ông này ông có thể ông nói hàng tiếng đồng hồ. Và tất cả những dữ liệu ở trong đầu ông nó cứ chiết xuất ra thôi. Hỏi cái gì nói cái đấy. Cho tới giờ ấy, thì có rất nhiều những bình luận viên khác nhau. Nhưng mà với tôi ấy, thì hai bình luận viên có chất, có năng lực thực sự. Đấy là Quang Huy và Quang Tùng. Các bạn ấy có một cái trí nhớ tuyệt vời. Và cái hồi đấy nó có ít sự hỗ trợ lắm thưa quý vị. Không có như bây giờ đâu. Bây giờ trước trận đấu có thể tra cứu được cả đội hình này, rồi từng cầu thủ một. Cái hồi đấy là không có, hoàn toàn không có. Và các bạn ấy phải bằng cái trí nhớ của mình khi mà làm những trận này, các bạn ấy nhớ được cầu thủ nào chạy ở vị trí nào, rồi chiến thuật của từng đội ra làm sao, đúng không? Và mà cái hồi đấy ấy, thủ lao cho bình luận viên nó thấp lắm. Em còn nhớ là hồi đấy được bao tiền một cái trận đấu không? Một trận đấu thì có lẽ là chỉ mấy chục nghìn thôi. Em nhớ là định mức đầu tiên mà em lĩnh được trong một tháng là 500.000. 500.000. Thời điểm đó, năm 96. Thời điểm đó năm 500.000. Và bình luận viên là hay có cái kiểu nói với nhau là phải tay bo đấy. Tức là nhiều khi là thông báo là trận A nhưng mà lại đổi sang trận B. Kể cả có chuẩn bị trận A rồi thì mọi chuyện là vô nghĩa. Tức là những năm đầu tiên mà có bóng đá Anh rất hay bị gửi nhầm trận. Miệng thì nói, xong rồi trong đầu thì lưu lại cái số báo và tay thì chép cái số báo đấy. Để mà lần sau đến cái người đấy là mình cũng đã biết đấy là ai rồi. Cũng may là hai cái bình luận viên mà hồi đấy tôi đặt chọn niềm tin vào là Quang Huy và Quang Tùng ấy, thì các bạn ấy ơn giời là các bạn có thể lực rất là tốt. Đi ra khỏi nhà có lẽ là khoảng 7-8 giờ tối và về đến nhà chắc khoảng 6 giờ sáng. Làm một lúc không phải một trận, hai trận. Và làm trực tiếp trên sóng, đúng không? Không, nhưng mà em chia sẻ một chút là tất cả những người mà yêu thể thao thì đều biết đến hai cái bình luận viên mà anh đã nói. Và đặc biệt là cái giọng đọc Quang của anh Quang Huy. Vâng. Nó trầm ấm và giọng nó rất là dày. Thế hệ như của anh Quang Huy, anh Quang Tùng ấy thì những cái từ bao giờ nó cũng có cái sự chín chắn, cái sự bình tĩnh trong cái từng nhịp thở của trận đấu. Cho nên tôi mới nói là cho tới giờ ấy, với tôi vẫn có hai bình luận viên bóng đá mà chất lượng nhất từ trước đến giờ. Đấy là Quang Huy và Quang Tùng. Và các bạn ấy vẫn giữ được phong độ cho đến bây giờ. Nguyên Khang như muốn chia sẻ gì đúng không? Em thì thấy rất là may mắn là đã gặp anh Quang Huy ở rất là nhiều cái sự kiện về bóng đá. Đặc biệt như là lễ trao giải quả bóng vàng. Khi mà anh Huy là thường là người sẽ trao những cái giải thưởng rất là quan trọng cho các cầu thủ Việt Nam. Thì cái lần đầu tiên mà ấn tượng em gặp anh Quang Huy á, lúc mà anh bình luận ở trên truyền hình á, là một cái nguồn năng lượng hừng hực. Và cái gọi cái năng lượng anh tỏa ra. Nhưng mà mình tiếp xúc với anh ngoài đời thường á, thì lại là một tính cách vô cùng điềm đạm. Và có một điều rất là hay á, là thông thường á, khi mà những người mà người ta, ví dụ như anh Quang Huy, anh đang là idol của rất là nhiều người, đặc biệt là trong lĩnh vực bóng đá, thì anh lại càng rất là bình dị. Ví dụ như anh có thể mặc một cái áo thun để mà bước ra để bình luận một cái trận đấu. Rồi anh có thể gặp mọi người cười rất là vui vẻ, chào hỏi bắt tay. Đối với một cái người mà qua bao nhiêu năm rồi đã trở thành một giọng nói rất quen thuộc của khán giả rồi, mà vẫn giữ được cái sự điềm đạm, cái sự gần gũi đó, thì đối với em đó là một cái sự em rất là ngưỡng mộ ở phía anh Quang Huy. Và đó cũng chính là những điều mà các cầu thủ mà khi nói về anh Quang Huy, họ chỉ dùng một cái từ duy nhất, đó là một người điềm đạm và chân thật. Ô, nhưng mà sao nhỉ, Nguyên Khang, em hơi khác anh ấy. Yeah. Tại vì nếu ở ngoài hay là trong trận đấu thì anh cảm thấy anh Quang Huy cũng chẳng khác gì nhau. Tất nhiên là khi bình luận thì mình có cái hơi thở, có cái sự nhiệt huyết ở trong đấy. Có lẽ là mỗi người một cái cảm nhận. Tại vì những lúc mà em cảm nhận được anh Huy là em cảm nhận cái năng lượng mà anh đặt để vào trong cái phần bình luận của mình. Không, thực sự ra khi mà vừa nghe cái giọng của anh Huy á, là bao nhiêu ký ức lùa về anh. Tại vì xưa em mê chơi game, anh Huy là có trong cái phần game bóng đá là có bình luận luôn. Trong cái game luôn. Em có tham gia. Tức là thế này anh ạ, cách đây hơn 10 năm là đã có một cái game. Lúc bây giờ thì game Việt Nam là chưa có mua bản quyền nước ngoài đâu. Thì đã có một bạn, bạn ấy kỳ công, bạn ấy thu lại hàng trăm trận đấu của em. Bạn ghép lại, bạn ấy lọc từng từ ra, tức là tình huống nào thì cũng có trong kho lưu trữ của bạn ấy. Và bạn tự phát lại một cái game gọi là đúng nghĩa là của Việt Nam. Có một số người nói lại với em. Chứ không phải là em tham gia làm cái đấy. Sau này thì em mới tham gia. Đây là em nói, tức là đã từng là như vậy. Tức là có người bảo là phải đòi người ta bản quyền chứ. Bởi ông mới phát hành, ông lấy giọng mình. Mình bảo thôi, cái giọng nói của mình mà người ta phổ biến lên như vậy, để mà dân chúng gọi là thông qua đó để có thêm tiếng bóng đá là tốt rồi, không cần bản quyền gì. Thế nhưng mà cũng chỉ được một thời gian thì ở Việt Nam người ta bắt đầu mua bản quyền game, thì là em đúng là có lồng tiếng cho. Nhưng mà có một cái điều thế này, bình luận bóng đá nhá, tôi cũng đã từng làm. Nếu anh không có cảm xúc, anh không thể làm được. Cho nên ai cũng có cảm xúc. Đừng có trách là các bình luận viên bây giờ họ có những cảm xúc. Vấn đề là tiết chế cái cảm xúc riêng của mình lại
với một đội bóng nào đấy để mà cho nó công bằng thì không phải ai cũng làm được. Quang Huy làm được chuyện đó. Anh này anh là fan của Manchester United, nhưng mà Liverpool của tôi mà đá thì anh không bao giờ anh ấy gọi là chỉ trích hay là anh ấy dìm hàng. Anh ấy nâng đội anh lên, bao giờ cũng nhìn một cái con mắt rất là khách quan. Và cái đấy là cái chiều sâu của người bình luận viên, phải đánh giá qua cái đấy chứ không phải bằng những cái mỹ từ bắn chim đẹp thôi. Tôi nghĩ là với của đôi chân của Quang Huy là có thể bắn chim với pha bóng như vậy, thật là buồn. Nhưng mà anh Huy ơi, thật ra là bây giờ anh đã rất là thành công với vai trò là một bình luận viên rồi. Có bao giờ anh nghĩ là anh sẽ là người tiếp lửa cho những bạn đam mê với công việc bình luận bóng đá? Thực ra về trường lớp thì nó chưa có trường lớp cụ thể nào cả, nhưng mà mình thì vẫn hay tiếp xúc với cả các bạn bình luận bóng đá phủi. Kể cả có một cái cậu trai ở một cái làng ở Hà Nam chẳng hạn, bảo là em hay bình luận bóng đá làng, hôm nay em lên Hà Nội thì em muốn gặp anh để mà chia sẻ một chút kinh nghiệm bình luận. Thế thì tôi sẵn sàng cà phê, tức là tôi thường xuyên cà phê với các bình luận viên trẻ, trong đó có cả những người phong trào, những bình luận viên nghiệp dư. Thông qua những câu chuyện đấy thì mình cũng nhận được những cái phản hồi rất là hay. Và bản thân tôi thì có dịp rảnh rỗi tôi cũng đến các cái nơi mà bình luận bóng đá phong trào, bởi vì ở đấy là mình có thêm nhiều cảm xúc, nhiều cảm hứng. Cái công việc của bọn tôi thì cái sự tích lũy nó không bao giờ là thừa cả. Đấy, anh em mình biết nhau 25 năm rồi. Có một chi tiết này có thể anh Sâm đã quên, nhưng mà em thì rất là nhớ. Và nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sự nghiệp làm nghề của em. Em vẫn nhớ là hồi 2002, khi họp với tổ bình luận viên, thì em có tranh luận một cái gì đấy. Thế thì anh Sâm có nói là Huy ạ, cậu còn ít tuổi nhưng mà cậu bảo thủ lắm. Thì thực ra sau đấy là em cũng có cái nhìn nhận ra. Và nói thật là đến ngày hôm nay mình vẫn có thể làm việc được, luôn luôn có một cái nhìn nhận là nó phải mở ra. Chứ cuộc sống là không thể nào cứ ôm khư mãi một cái gì cả. Cuộc sống chuyển động, bóng đá thay đổi, mình cũng phải có mở mang, có những cái cập nhật để mà vừa giữ cái gốc của mình, nhưng mà mình cũng phải luôn luôn có những cái tìm tòi để làm mới mình. Thì đấy là một cái mà thực ra là em học được anh rất nhiều. Vâng, cảm ơn em. Ban nãy vừa mới nói chuyện cái roi đấy. Cái đấy không phải là roi đánh đòn, nhưng mà đấy tôi nghĩ là tôi nói ngay. Nhưng mà không phải ai cũng tiếp nhận được như Quang Huy đâu. Đấy cũng là một cái phẩm chất của một cái người bình luận viên mà công tâm. Hình như dạ. Lưu Huyền Trinh muốn nói gì đúng không? Dạ vâng ạ. Thôi em còn nhỏ thôi, em chỉ thấy là wow, anh này bình luận rất là hay, giọng nói rất là ấn tượng, dày ấm áp và nhiều cảm xúc. Ngưỡng mộ anh bởi giọng nói và em muốn anh thử bình luận một cái. Dạ đúng rồi ạ. Trời ơi. Cái câu bình luận nào đó. Giống như là hồi nãy. Trời ơi, thế thì quá dễ như trở bàn tay. Bây giờ phải yêu cầu anh Quang Huy anh ấy làm xiếc hay anh ấy múa bung hay là anh ấy hát thì nó mới khó. Đúng rồi. Bây giờ nói anh bình luận nó quá bình thường. Hát nhá, hát đừng có thách nhà giàu húp tương. Thế cơ à? Vâng. Wow. Bởi vì Quang Huy ấy không phải ăn gen thể thao của bố đâu mà ăn gen về nhạc. Oh. Vâng, vâng. Huy là một cây guitar luôn. Wow. Đánh đàn guitar rất hay. Vâng. Vâng. Đó, đây guitar đã chuẩn bị sẵn sàng đây. Một lát nữa chúng ta sẽ được thưởng thức cái tài nghệ đàn của anh Quang Huy. Bây giờ nói một chút về gia đình mình đi nhỉ. Tại sao em lại theo cái nghiệp thể thao? Em theo nghiệp thể thao là chắc là gen bên nhà ngoại. Các bác em trước là sống ở phố Hàng Chiếu, Hà Nội thì đều rất là mê bóng đá và đều tập ở sân Long Biên. Em có một ông bác ruột vừa mới mất là Nguyễn Duy Thìn, là cầu thủ của Thiên Hà Nội cái lứa đầu tiên. Và trước đây lên nhà bà ngoại thì luôn luôn được bác ấy nói chuyện về bóng đá. Khi mà 4-5 tuổi thì nhìn nhận về bóng đá nó cũng bình thường thôi. Từ những cái câu chuyện du đấu của ông bác, từ những cái vấn đề khác thì đâm ra mê bóng đá. Và thực sự cái gen bóng đá thể thao là bên ngoại. Thế còn bố em thì là một người đúng nghĩa là người của âm nhạc. Tức là vào trường nhạc từ năm 16 tuổi. Sau đó là thuộc đoàn văn công giải phóng đi B tiếp quản Sài Gòn, thì vào Sài Gòn tham gia đoàn ca múa nhạc Bông Sen, sau đó là trở ra làm ở nhà hát Giao hưởng Việt Nam. Thế rồi những năm cuối cùng thì là công tác tại hãng phim truyền hình Việt Nam và chuyên làm nhạc phim, những cái phim như là Mẹ chồng tôi, Gió qua miền tôi sáng và cái loạt phim Cảnh sát hình sự. Thì đấy là cái gen âm nhạc của bên nội, nhạc của Vũ Thảo ạ. Vâng, nhạc của Vũ Thảo. Gió qua miền tôi sáng này là bộ phim đầu tiên mà làm truyền hình là thu âm trực tiếp đấy. Đó, phim đó là phim chồng tôi đóng vai chánh mà chánh diện luôn á, đầu tiên á, xong ông đóng phim đó ông nghỉ luôn á. Chị Hồng Vân này, tức là anh Lê Tuấn Anh ấy, thì bố em có hai kỷ niệm. Cái phim cuối cùng anh Lê Tuấn Anh làm diễn viên, Gió của mình tôi sáng, bố em làm nhạc. Và phim cuối cùng anh ấy làm đạo diễn là phim U Thỏn, cũng là bố em làm nhạc. U Thỏn, trời ơi, vậy hả? Vâng. Và cũng xin chia sẻ, tức là các bạn nói là mình bây giờ không còn trẻ nữa thì đúng là 25 năm trong nghề rồi. Và mình cũng giảm được gần 25 cân so với hồi mà béo nhất. Hồi béo nhất là 105 cân. Đã từng là như vậy. Bây giờ thì lúc buổi sáng ngủ dậy thì chỉ còn 81 rưỡi thôi.
Đấy, tức là rất là cố gắng giảm được gần 25 cân. Bây giờ nôn nao nghe nhạc quá nè, cái đờn em móc lắp xích đúng không? Dạ. Rồi chắc là bây giờ mình sẽ đến đây và có một cái phần biểu diễn ở đây được không? Vừa rồi thì huyền thoại mà em yêu quý nhất là Diego Maradona đã qua đời. Em chơi bài Santa Lucia. Santa Lucia là một thị trấn ngoại ô của Napoli, thành phố mà Maradona đã thi đấu những cái năm đỉnh cao. Bây giờ thì thay đổi không khí một chút đi. Ngay bây giờ tại đây sẽ diễn ra một cái điều mà tôi nghĩ rằng ít ở sân khấu nào diễn ra lắm. Đi bão. Một không khí tuyệt vời tại sân khấu của chương trình Ký ức vui vẻ. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các nghệ sĩ, cảm ơn Quang Huy, các đội trưởng, các khách mời, nói chung là cảm ơn tất cả mọi người. Anh ơi, Tiger Gap năm 1998 thì em với cả các bạn ở trường đại học sân khấu điện ảnh
thì em có ngồi đằng sau một con xe yêu sung ấy anh, thì em ngồi trên cái mỏm đấy và đánh trống khắp từ Cầu Giấy lên bờ hồ, và đánh đến 4 giờ sáng thì tất cả những chỗ nào tay em có máu thì đều bật máu. Sau đấy mọi người ở đường thấy em chảy máu, và người thì đưa cho khăn mùi xoa, người thì lấy cái duy băng đỏ quấn vào tay em để em đánh tiếp. Và đến 6 giờ sáng em về thì toàn bộ cái da ở chỗ mông này em nó cũng choạt hết. Và hôm sau là em không ngồi được luôn anh ạ. Nguyên Khang bây giờ mới được đi báo trong trường quay, chứ còn em đi báo ở bên ngoài em biết nó kinh khủng lắm. Ồ, lại nói về đi báo bên ngoài, tôi nhớ là những năm đấy tôi cũng đi ra bờ hồ, và hàng chục nghìn người dân khán giả ở bờ hồ ấy đứng trên yên một cái xe máy, tôi cất nhịp bài nào là dưới hát bài đấy, hết bài này đến bài khác. Và lúc đấy tôi nhìn một dòng người đông như thế với không khí hừng hực, có thể nói là quá khích như thế, tôi nghĩ bụng, tôi bảo bây giờ mà mình hô là 1, 2, 3 nhảy xuống hồ đi, chắc tất cả nhảy xuống hồ luôn. Nhảy luôn. Lúc đấy là làm một cách vô ấy, tất cả mọi thứ nó kinh khủng lắm. Và lúc đấy người ta mới phát hiện ra, hóa ra chúng ta yêu nước từ bao giờ mà chúng ta chưa kịp nhận ra cái điều đấy. Ngày thường này giờ mình nghe tiếng còi xe khó chịu lắm, nhưng lúc bấy giờ thì đồng loạt xe nào có còi là thằng ấy bấm. Đúng rồi. Bấm một cảm giác được có thằng sau về không còn còi để mà bấm nữa. Cái lúc đó anh Long nhớ không? Thực sự ra qua ngoài đi đông quá mà xe lỡ có va chạm nhau á. Hồi xưa vui lắm. Em đi cái xe cùi lắm chị, em lỡ đụng một chiếc xe rất là sang, đụng rớt cái bảng số xuống luôn. Quay qua Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch rồi, vậy thôi quầy. Đúng rồi, chính xác. Rồi. Gần đây mọi người hay nói về cái tự hào dân tộc Việt Nam thông qua bóng đá, thì ông Park Seo có nói một câu rất là ý nghĩa, tức là cái hào khí rồi là cái khí phách của mỗi người Việt Nam là luôn luôn có từ bao đời nay rồi, và tôi chỉ là người giúp cho mọi người là thổi bùng lên qua những trận bóng đá. Thì tôi cho rằng đấy là một câu nói rất ý nghĩa. Một lần nữa chúng ta cảm ơn bình luận viên Quang Huy đến với chương trình Ký ức vui vẻ. Hai ba